Em Khánh thấy rất là nhiều cô dì chú bác là hỏi em Khánh là làm sao để xanh da gai và tròn trái như thế này. Thì có giai đoạn mà 50-60 ngày thì rất là nhiều nhà bị vỡ gai. Thì trong tất cả các bộ dưỡng cô dì chú bác dùm em Khánh đó là đi dinh dưỡng, đó là phun canxi bo dùm em Khánh nhá. Tất cả những các cái bộ dưỡng các bác phun canxi bo. Việc phun canxi bo ở bên trên thì cây trồng gần như không di chuyển được canxi ở bên trên. Bên dưới thì tại sao mà các bác cần phải bỏ chung vi lượng ở dưới gốc để tăng độ pH, ngoài việc mà magie giúp cho lá quang hợp tốt hơn thì bổ sung canxi ở dưới để cho cái việc mà cây trồng hấp thụ từ bộ rễ và cung cấp lên những cái trái sầu riêng của mình ở khu vực nào nó thiếu. Còn khi các bác phun bên trên thì gần như canxi không di chuyển được. Nhưng mà nhớ rằng để cho nó đảm bảo được cái câu chuyện là không bị nứt gai, nứt trái thì các bác nhớ bổ sung trong tất cả mọi dinh dưỡng thì các bác nên bổ sung canxi bo trong cánh, phun canxi bo trong cánh nhá. À, được không ạ? Các bác thấy trái mổ mạ ok không ạ? Đây rất là xanh.